Chào mừng các bạn đến với kênh của Sắc Là Tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu lịch sử thú vị về logo biểu tượng sư tử trong phim Tom và Jerry. Bạn có biết rằng đã có tới 7 hình ảnh sư tử khác nhau được sử dụng để tạo ra logo sư tử hống của MGM nói chung và trong phim Tom và Jerry nói riêng không? Metro-Goldwyn-Mayer hay còn được biết đến với cái tên MGM là một trong những cái tên đình đám thuộc lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Họ được thành lập từ năm 1924 và đã cho ra đời vô số bộ phim nổi tiếng. Từ quá khứ cho tới hiện đại như Tom và Jerry, dòng phim 007 và cả các tác phẩm kinh điển như Cuốn Theo Chiều Gió. Điểm ấn tượng đã làm nên thương hiệu của MGM chính là hình ảnh chú sư tử gầm ở đầu mỗi bộ phim của họ. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.